tôi đây anh à? Tôi là Vinh đây. Anh còn nhớ tôi không? Tôi tính gọi cho anh sớm hơn, nhưng mà bây giờ không còn thời gian nữa, nên tôi phải gọi gấp cho anh. Có chuyện gì vậy? Là chuyện của thằng bé Nguyễn, con của bà Dung ở Tây Ninh. Nó đang ở trong tù. Anh có thể giúp được nó không? Gấp lắm. Xin lỗi, anh là Vinh. Cho tôi ly cà phê đã. Dạ. Tôi là người đã nói chuyện điện thoại với anh tối hôm qua. Anh nói chuyện của thằng Hữu Nguyện, muốn nhờ tổng giám đốc giúp đỡ phải không? Tôi tưởng là tôi đang nói chuyện với ông Đạt. Anh ấy vì quá nhiều việc không ra được. Nếu không phải là ổng thì tôi đi. Khoan đã. Hồi ở trên Tây Ninh, nghe nói anh là một tay anh chị cộm cán, Vinh chồng chống, phải không? Nhưng mà đời sống khá chật vật, vì có đứa em gái bị bệnh nan y. Nhưng đừng có lo, tôi chỉ hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta có thể hợp tác với nhau. Sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?